សួស្តីបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាបងជួបខ្ញុំសារជាថ្មីទៅហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនារឿងមួយដែលមានឈ្មោះថាទេពធីតាយមរាជរឿងនេះជារឿងភាគថៃមួយដែរដែលកំពុងពេញនិយមហើយក៏បងប្អូនយើងក៏ចូលចិត្តមើលនៅពេលដែលទំនេរដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពីយូរយើងនាំគ្នាទៅមើលទាំងអស់គ្នាដល់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាវ័យពី 2020 ហើយ chẳng miền chán hay bông bốn nâng tất là hai bộ con chỉ đi chỉ đi chỉ mùi nâng với tổ mấy thầm đặc nhầm bàn nâng nôn phép tất đầu chỉ mùi nâng rưỡng thầm mấy tại công phong tại upload nâng lớp phép nhìn mùi nhìn mùi xong bỏ con cầm thích chùi like phép nâng subscribe YouTube chân robot nhóm bạn đã nhóm bạn đã link hàng gram phong hay chấm poka cho từ link tất cả rừng nhóm nặng đã nực gram pack robot nhóm đã mà nực gram chấm nón chưa nực nhóm profit đâu nặng đấy ở con trai chấm poka tạm đan tất cả xong ở con